Lina đi đâu vậy Lina? Lina đi đâu vậy? Cho chụp hình, chụp hình, chụp hình. Bữa nay cả nhà mình đi chơi nha, mình đi dạo con ma. Đi dạo con ma tại dắt ba chị đi. Đó. Ôi ơi. Ôi đẹp ha. Quá trời cá luôn phải không? Bên kia có cái bông ấy đẹp ghê luôn kìa, cái bông cẩm tú cầu. Màu trắng với màu hồng đẹp kìa. Đây có cái cây liễu đẹp ghê. Đó. Mình đang đi vô cái Petit Venice nè. Nó kêu là Petit Venice nè. Trời ơi, ở bên đây mấy con đường quá trời đẹp bông. Ở đây cái này, dòng sông này cá, cá quá trời cá luôn. Thấy không, nhóc cá luôn. Này bông. Ơi. Mẹ thấy mà, mẹ thấy cá mà. Mẹ nào không thấy cá hả? Mẹ thấy cá đó. Ơi, chụp hình đây chưa? Bông đẹp quá chừng luôn nè. Bông đẹp quá trời luôn kìa. Ừ. Đứng chỗ cái cầu này chị đang chụp hình chưa? Hay là qua cái cầu bên kia vậy nè. Ờ. Ừ. Hả? Nó mình đi lại chút cái cầu đó chụp hình đẹp hơn nữa kìa. Quá trời luôn. Trồng bông đẹp quá. Màu trắng với màu đỏ đậm. Giống cá ba quá vậy. Em thấy giống cá ba hay là cá đấu gì á. Giống cá đấu không ta? Trời ơi, nguyên một bầy ở đây luôn nè. Cái này mà gặp có cái lưới là quăng cái lưới xuống một cái là 20 con. Về nướng lòi luôn. Ừ. Nướng cũng bánh tráng. Ôi ôi, bên kia kìa, nó đậu lại kìa. Có bên kia kìa, người ta đang ngồi ăn nhà hàng. Ta đang ngồi ăn nhà hàng, coi cá nó đậu rồi cạnh mấy người đó kìa, quá chừng luôn kìa. Thấy không? Quá chừng luôn. Ồ, nhiều cá quá. Này nó kêu là Venice thu nhỏ. Quá trời đẹp nè. Chị Lan đứng chỗ này chụp hình đẹp nè chị Lan. Chị Lan, mẹ góc này mới đẹp nè. Dạo xe đắng nữa kìa. Nè, ở đây có cái xe lửa này chở. Chở mình đi dạo nè. Nhà mình đi rồi, hồi năm rồi. Xe lửa này 7 đồng người. Chở đi dạo. Kìa, người ta chèo xuồng tới rồi kìa. Người ta chèo xuồng tới rồi kìa. Đó, mấy khum đầu chui qua. Bông đẹp kìa.
đó, cái xe đó chở không tốn tiền để đi dạo. Kìa cái xe không chở không tốn tiền kìa, lưu đi. Mình kiếm mình lên xe đó, đi kiếm xe lửa, mình leo lên cái xe điện. Đó, một xe một thuyền nữa bơi rồi. Kìa, cái thuyền đó bơi điên chiếc rồi, giờ còn đang chiếc đợi người lên nữa kìa. Chưa? Đó. Thấy không? Tới đây cũng chụp mấy mình đó. Đừng có lấy cái xe này nha, đừng có lấy dính. Lấy cái tàn nha. Kìa, chiếc kia bơi về tới. Tay bên này. Đẹp. Kìa, coi xe. Đi muốn ăn gì đó, hồi lại mua cho. Ừ. Đẹp quá chừng kìa. Đó. Chứ, tông tông nói tông tông chạy chiếu ngủ. Tông chạy chiếu ngủ một giấc. Ờ mấy gì cháu mày lượn đi. Từ từ đi lại chỗ nước trước đi. Đi lại chỗ nước trước đi. Nào thấy đẹp không? Đẹp ha. Ừ. Lấy, ủa mẹ đâu thấy? Xích đằng kia phải không? Xí đâu đẳng đúng rồi đó. Đằng đẳng kìa. Kìa chỗ người người đông đông đẳng kìa. À. Thì đè con đi lại đó đi. Hả? Đi lại đó đi. Ừ. Má trời cái công viên này nó mát mẻ. Trời ơi đằng kia người ta dập nước quá trời luôn kìa. Đâu có đem đồ cho Elina để mà cởi ra dọc đâu. Quá trời cái công viên này đẹp thiệt luôn á chú. Ây da Elina. Ây da Elina phun nước mà hả? Đẹp quá à. Đi xích nước đằng kia nữa kìa. Nước đẳng nữa kìa. Đặng có nước bự luôn kìa. Edi nó đòi mua bánh ăn, còn Elina thì đòi chơi mà. Rẻ vòng có 1 đồng mà. 5 vòng 5 đồng mà nếu mình mua ghề á thì là 2 đồng vòng. Elina. Đó, mình mua ghề thì 2 vòng, thì mua ghề chi cho nó lỗ, mình mua chung lần 5 lần. 50 go cho đi đã luôn. Elina ơi, thích không? Ôi trời ơi quay luôn hả? Trời ơi chỗ này quá trời đẹp luôn, nó trồng bông nè. Trồng bông giống như cây dừa vậy. Đúng rồi, này kia giống như cây cọ vậy. Đây. Dài dài bên đây. Kia có cây ô ly kìa. Dưới đằng đó có cây sung kìa. Đó kìa, chị Long nó đi nữa. Đây nè. Nơi mê dập nước không? Quá trời mấy đứa nhỏ nó tắm rồi.
cây cỏ. Đây cây sung. Trời, cây sung đang có trái nhóc luôn. Trái mà chưa chín. Trái nhóc mà chưa chín. Ra đi. Thôi cái tiệm nó trang trí bông đẹp ghê không. Ôi cái đầm đang chưng trong đó đẹp quá. Cái đầm trong nhỏ manh can đang mặc đẹp ghê luôn. Cái bông tử đằng này giờ còn trổ nữa à. Này là mình đang ở trong phố cổ Con Ma. Đi đi ăn kem không Danny? Đó, vậy Nam muốn ăn kem kìa. Đây, dạo. Trong đó là gì? Nhà của anh ta mà. Cây đó cây lũ. Cái gì? Cây lũ. Có grenadine á. Có trái á. Trái đỏ đỏ. Nè đang có bông nè, à Tông. Là. Bật nó mới xin. Là. Là. Ba ba. Nè. Trái lũ còn nhỏ nè, thấy chưa? Chưa. Trái đó. Cái lũ đó. Em nói mà thấy không? Không sai đâu. Nó trồng trong cái chậu bự này là có trái đó. Mai mốt là trái nhóc á. Quá trời cái gốc ha. Ui. Cái tiệm nó trang trí à. Trà khô, củi khô à. Đẹp ghê. Anh Túc, cái bông lòng đèn này đẹp nè anh Túc. Thấy không? Cái bông đẹp ghê luôn. Nè. Thấy không? Cái bông đẹp anh Túc. Này cái bông vàng vàng này thì nó bò xuống tuốt dưới đây luôn. Đẹp ghê luôn nè. Bên kia có nhà thờ. Ơi mẹ đây. Đi để kêu ba phụ ấy. Để kêu ba ông phụ ấy. Mẹ no quá à. Nhà xưa, nhà cổ. Anh quá đây. Nhà thờ của con Ma. Như ở xứ Pháp này đi tới đâu cũng có mấy nhà thờ vậy. Tới chỗ nào cũng có. Cái gì nè. Đây là đi tới chỗ nào cũng có nhà thờ hết. Tuốt trên kia mà có em nó trồng cái cây xì xanh xanh. Tự mọc á. Ừ. Coi, cổ xưa. Rồi mẹ quay nó nha. Đây, Lina nó biểu quay bên đó. Rồi. Đây bán mấy cái này đặc sản của vùng này không? Ừ,
Ủa hai đứa kia đâu mất tiêu rồi ta. À, đằng kia có xe lửa nó tới. Xe lửa nó chạy vòng vòng. Mẹ xe lửa nó đụng lý kem hả? Nó. Ra xe tới rồi. Xe tới nè. Hả? Ừ, xích ra. Coi nó có quẹo đâu không? Hình như chắc nó chạy thẳng. Bảy đồng người. Coi cái chỗ này nó cổ quá trời luôn, coi cả hết trơn. Cái nhà này đẹp nè. Cái nhà cổ này đẹp nè. Nhà này. Nó cái nhà này nè. Nè. Đẹp nè. Ôi ơi cái nè, vừa gạch mà vừa gỗ. Nhà trên đó kìa. Nhà bông nhìn cửa sổ của anh trời luôn kìa. Đẹp không? Ui đẹp ha. Anh quay quay thấy cái nhà anh đẹp kia luôn. Au bistrot, pardon. Au bistrot, il est fait. Dans la pharmacie, vous avez vu votre fille. Quay Lina, Lina nói lại, Lina nói lại. Trời ơi, con gấu mắc cười quá. Sao mà bát quá. Mình nói gì là nó nói theo đó. Mình nói gì nó nói theo đó. Cười không? 19 đồng. 19 đồng con, mắc cười không? Nói gì là nó nói theo hết á. Cửa. Đang lửa nóng. Cả nhà đang lửa nóng. Ừ, cái đó đẹp á chị Long. Cái đó đẹp á chị Long, nó nói đi. Ồ. Con ma ha. Trời ơi bà đó bà cười. Con ma phố cổ. Quá trời đẹp luôn cái chỗ này. Trời ơi nó quay người ta trồng bông. Quá trời đẹp luôn. Cái này gì yến thảo gì nè phải không? Dạ yến thảo gì đó. Đây nè. Bông đẹp ơi là đẹp luôn. Dài 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 đây người ta trồng bông quá trời luôn. Dưới này cá nữa đó. Có cá nữa. À, fais photo? Oui, allez-y, c'est joli là. Đi cái đít cà chua chua. Đít cà chua chua.
đẹp không? Con mai rất là đẹp ha. Ồ, gió mát quá. Coi nè, nó lấy hình tao như hot girl, giờ thấy ghê không? Ồ, trời ơi. Cái gì đó hả? Nó lấy hình em như hot girl. Cái dù bằng mấy cái này đẹp quá. À, mà mấy cái mẫu này chị Long không thích đâu. Cái mẫu mấy mẫu này chị Long không thích đâu. Không biết. Cái bánh bèo con chút là một cái style bánh bèo. Có cá không? Thiệt, có cá thiệt. Đây chỗ nào cũng có cá á con ơi. Chỗ nào cũng có cá. Ở cái bông màu này đẹp này Ina, màu tím đẹp quá. Cái bông màu tím này đẹp nè. Đẹp không? Ina thấy màu tím này đẹp không? Đẹp. Quý mẹ thấy đẹp ư xí. Cái dù đẹp luôn. Cái dù đẹp luôn ấy nè. Chỗ nào cũng có cá hết chứ. Cá nhóc ở dưới. Chờ Ina tới. Chị Ina tới mình đi qua cái làng khác.